cụ 86 tuổi, trồng 9 răng implant, niềm tự hào của ngành chống răng implant Việt Nam. Tôi nghe 86 tuổi, răng là tôi bị nha chu viêm lâu, cho nên là nó lung lay thế lắm. Tôi là phải đi nhổ răng, tôi phải làm răng giả, rất đau, để làm đi làm lại, về nhà không nhai được. Nhật ký cụ 86 tuổi, trồng 9 răng implant tại Viện Implant Singa. Ngày 5 tháng 12 năm 2019, cụ tới Viện Implant Singa cắm 5 trụ implant hàm dưới. Ngày 7 tháng 5 năm 2020, cụ tới Singa cắm tiếp 4 trụ implant hàm trên. Trước thấy làm thân đây làm tốt, để ăn uống tốt. Lần thứ 2 còn đi. Lần thứ 2 làm trước. 18 ngày sau, ngày 25 tháng 5 năm 2020, cụ lắp răng lên implant và ăn được kẹo lạc cứng, cá chỉ vàng. Đây là kẹo lạc. Con sẽ thử cái độ cứng. Con gửi ông ạ. Ông cầm, ông ăn thử cho con xem. Wow. Ăn được không ạ? Ăn được đấy. Tốt hơn cái hàng thả lắp trước không ạ? Tốt hơn cái hàng thả lắp trước không ạ? Thấy được. Qua cái đợt làm vừa rồi thấy ai cả hai hàng á. Vâng. Thì tôi thấy là người cao tuổi cũng nên ngại. Vâng. Làm đấy rất tốt, không đau gì cả. Vâng. Cả hai lần tôi cũng hề phải uống một viên thuốc làm đau gì cả. Sự kiện cụ 86 tuổi trồng 9 răng implant giống như một phát súng đại bác phá tan những suy nghĩ lạc hậu rằng cứ tuổi cao là phải chịu sự mất răng, là phải ăn đồ mềm và nuốt chửng những suy nghĩ cổ hủ. Già rồi làm răng làm gì cho phí tiền. Cũng đại diện cho lớp người cao tuổi hiện đại, tiến bộ, tuổi già nhưng chí không già, cây cao bóng cả. Ông đã truyền động lực cho những người cao tuổi và trẻ tuổi để họ quan tâm tới sức khỏe răng miệng, nâng cao chất lượng đời sống. Chúng ta thật sự ngưỡng mộ sự hiếu thảo của các con cháu cụ. Đó là đại hiếu, dù tuổi cụ đã cao nhưng con cháu của cụ vẫn quan tâm cả về vật chất và tinh thần, động viên cụ đi chống răng implant để ăn nhai tốt, nâng cao tuổi thọ. Nói với con trai, con dâu thế nào mà an tâm, nếu mà làm tốt thì chẳng phải gì đâu, vô can đâu. Chúng ta ngưỡng mộ đội ngũ y bác sĩ tại nha khoa Singa, đó là những con người tài đức, cẩn trọng từ hành động nhỏ nhất để duy trì sự vô khuẩn tuyệt đối theo tiêu chuẩn Singapore. Cùng với trang thiết bị hiện đại, bác sĩ có chuyên môn cao, nha khoa Singa đã nỗ lực không ngừng để mọi người được hưởng dịch vụ nha khoa tốt như tại Singapore nhưng với chi phí Việt Nam. Chúng ta tự hào về ngành chống răng implant của Việt Nam. Clip này được chia sẻ toàn thế giới để thế giới thấy nha khoa Việt Nam đã phát triển, sánh vai với các nước có nền y học tiên tiến. Người cao tuổi Việt Nam tiến bộ hiện đại, quan tâm chăm sóc sức khỏe để sống vui, sống khỏe cùng con cháu. Công nghệ cũ có phương pháp làm cầu răng và tháo lắp. Hai phương pháp này chỉ có tác dụng trong khoảng thời gian ngắn, vài tháng nhưng để lại hậu quả rất nghiêm trọng khiến toàn bộ hàm răng bị mất. Hàm dưới cô thích với cô làm tháo lắp, hàm dưới cô làm tròn, cái nọ nó tì vào cái kia thì hàm dưới nó thẳng thích. Sự kiện cụ 86 tuổi trồng 9 răng implant giúp mọi người hiểu chống răng implant SSI. Được chuyển giao độc quyền từ Singapore là phương pháp tiên tiến nhất phù hợp cho mọi lứa tuổi, cả những người bị các bệnh nền như tiểu đường, huyết áp, tim mạch. Có những lúc thì tiểu đường nó khoảng trên 10, sau 3 ngày sau thì cái tư nó lành rồi. Nói chung là chú ăn hết tất cả các thứ. Có răng lên thì nó đẹp chút, nghe nó tươi trẻ chút, có mùa xuân. Cứ răng xong là khỏe rồi, ok. Chúng thấy đầu tư vào cái răng là đầu tư thông minh nhất. Giờ chết tiền nó đâu có đem được đâu. Thôi bây giờ mình bảo vệ sức khỏe mình trước đi. Chống răng implant, răng chắc khỏe, đón Tết sum vầy. Mời các cô chú gọi tới hotline 0911 54 9999 để đặt lịch khám miễn phí và giữ ưu đãi 15%. Viện Implant Singa thuộc tập đoàn y tế Singapore Aesthetic chỉ có 3 cơ sở duy nhất tại Hà Nội, chi nhánh 1, tòa nhà 2, khu La Casa Villa, số 25 Vũ Ngọc Phan, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Hồ Chí Minh, chi nhánh 2, tòa nhà 29, đường nội khu số 8, cổng 118 khu đô thị Hà Đô, đường 3 tháng 2, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Chi nhánh 3, tầng 1, khu thương mại Tháp Iris, số 1, 2 Hà Đô Sentosa, 198A Cao Thắng kéo dài, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh.